Không liên lạc được, vậy là thằng Tiểu Dương nó không thèm tới rồi. Chắc là đang nằm trong vùng phủ chăng với con bánh bèo nào rồi. Vậy mà lúc nào cũng nói, nếu có dịp họp nhóm, chắc chắn sẽ có mặt. Khủng long nữ à, cô đừng đợi nó nữa. Nhiễu nhon, cái này là cái gì nhanh? Đi làm còn đem lại chuyện kim trong giới làm gì vậy? Trả cho tôi đi chủ tịch kim. Chẳng thà ông chửi cha chửi mẹ tôi, chứ ông chửi bằng cái giọng như vậy tôi không nghe rõ làm sao tôi chửi lại được. Đã vậy ông còn xét chuyện của tôi nữa. Tôi nói cho ông biết, kể từ hôm nay tôi sẽ nghỉ việc. Đúng là một ngày xui xẻo mà. Cũ âm chân kinh, Thần Điêu Hiệp Lữ ra mắt ngày 29 tháng 3 năm 2016. Thật là nhanh. Ôi một thời trẻ trâu của mình. Ê tụi bay, tao mới mua được cuốn truyện Thần Điêu Hiệp Lữ nè. Cho tôi mượn đọc được không? Cho mượn đi, tớ sẽ ngủ với cậu một đêm. Thôi khỏi đi ba, nghe xong muốn xé mẹ cuốn truyện hà. Tiểu bối à, tớ đã mượn từ trước rồi, để tớ đọc xong, tớ cho cậu mượn. Không cho mượn là tớ hiếp cậu á. Hội mê phim kiếm hiệp của chúng ta nhất định phải có một ban chủ. Và người tớ đề cử sẽ là Tiểu Dương của chúng ta. Tớ hả? Tôi xin tuyên bố, hội của chúng ta từ nay sẽ gọi là Hội Thần Điêu Hiệp Lữ. Đại ca tôi. Đã tới giờ chiếu phim. Tất cả im lặng. Gió qua đầu dù, qua đầu dù, qua đầu dù, xong rồi bay đi, bay đi, bay đi khắp chân trời. Gió qua đầu dù, qua đầu dù, qua đầu dù, xong rồi bay đi, bay đi, bay đi biết về đâu. Chuẩn bị nha. Chiếu rồi kìa. Vô phim. Quá cuối cùng cũng có. Cô à, cô đang làm gì đó? Ta đang luyện công. Đại ca à, khúc này hay nè. Đại ca mở lo to lên đi. Cha, hey, cha, hey, cha. Ê da, ui da, đau quá. Đứng lên. Ê, thiệt là lợi hại. Đó là tuyệt chiêu gì vậy hả? Ngọc nữ tâm kinh. À, thì ra ngọc nữ tâm kinh là mỗi lần cô luyện công là phải bay vô chung với một đàn chim vậy đó hả? Ừ, phải nói là mỗi lần ta rên là một đống chim nó lại bưu vô. Wow, lợi hại quá. Hư cấu phải lờ. Ai cũng có ước mơ mà. Ngươi cứ để cho ta được mơ ước đi. Tớ ước gì tớ cũng vừa đẹp vừa tài giỏi như cô lòng. Chẳng mập, mỗi ngày đi ra tiệm phim coi hoài. Đã vậy còn mơ mộng làm tiểu long nữ nữa. Mới bơi lớn mà mày đặt ba đi. Tao về tao mét ba mày cho mày ăn đòn nè. Ôi chạy chậm chậm đợi tôi với. Nhanh lên mặt ơi. Đợi tôi với. Sắp chiếu phim rồi. Cái nhóm tụi bay còn thiếu tao 15.000 tuần trước coi phim chưa trả, bây giờ còn đòi coi thiếu nữa hả? Chỉ có mấy đứa ngu thiếu nợ mới trả thôi. Về lấy tiền trả tao thì mới được coi phim tiếp, còn không đừng lãng vảng ở tiệm chiếu phim của tao. Sao tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen thôi hả? Sao tất cả lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta vẫn thật. Tối ngày cứ đọc truyện hoài, sắp thi rồi đó biết không? Con học hết rồi thì con mới đọc mà ba. Ba bỏ nha mày. Cứ chậm lại. Từng giây phút sao qua dài ai dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác được. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách thôi. Nè nè mấy đứa, giải tán hết đi. Theo nhiều phản ảnh của các phụ huynh trong xóm, cần phải giải tán cái hội kiếm hiệp này. Tối ngày chỉ biết phá làng phá xóm. Ba à, ba bảo mấy chú tổ dân phố hả? Tụi con đâu có phạm tội gì đâu. Đi chơi không rủ tao là tội đó. Mấy chú kỳ quá. Sau giờ học tụi con chỉ tập trung ở đây coi phim đọc truyện, giải trí lành mạnh chứ có phá làng phá xóm gì hết đồ của tụi nó. Không được. Dẹp hết máy tính này. Chú buông ra. Đem về đồn hết. Tránh ra đi bánh bèo. Sao lại lấy đồ của cháu? Buông ra. Buông ra, nhanh lên. Ai đã từng là một
một thời trẻ trâu từng chơi qua đã cầu. Khỏi đợi đi, tôi nghĩ là Tiểu Dương nó không có tới đâu. Cái thằng này hẹn cho đã rồi không tới. Là một thời trẻ trâu thì khi sau này lớn lên mới. Xin lỗi, mình tới trễ. Tại sao bây giờ mới tới hả? Thằng quỷ, Tiểu Dương có biết là khủng long nữ đợi lâu lắm không? Cứ tưởng là không tới. Làm gì cười hoài vậy? Làm lo muốn chết. Có biết là tụi tôi lo không? Đón không được xe buýt nên phải chạy bộ. Xin lỗi nha. Xin lỗi cái quần. Cuối cùng cũng gặp lại được rồi. Sau 21 năm hỏi thần điêu hiệp lữ của tụi mình. Vì ai cũng có một thời tuổi thơ dịu rồi, cùng nhau luyện phim kim dung và chơi game. Rồi thì ai cũng sẽ phải già, trẻ trâu chỉ một thời. Làm thế nào để quay về ngày hôm qua để kể nhau nghe những vui buồn. Sau tất cả mình lại cùng ngồi với nhau, cùng xem phim kiếm hiệp, cùng nhau chơi cú âm chân kinh thần điêu hiệp lữ. Lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen thôi hả? Sao tất cả lòng chẳng hề đổi thay, từ ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi.